tiêu điểm hôm nay gồm có tàu ngầm gặp nạn, hàng trăm binh sĩ thiệt mạng, quan chức phạm tội mê tín bị cách chức, ông tập chấp chính Trung Quốc là phúc hay họa, Bắc Kinh có những nỗ lực mới nhằm thúc đẩy kinh tế Trung Quốc, gậy ông đập lưng ông khi Trung Quốc cấm Apple, thủ tướng Anh lên án Trung Quốc tại G20, nghệ thuật kinh kịch Trung Hoa, tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình Trung Quốc tiêu điểm của 60 giây tinh hoa vào tối thứ hai ngày 11 tháng 9. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, vào cuối tháng 8 trên Internet đã xuất hiện thông tin một tàu ngầm hạt nhân loại Type 093 của Trung Quốc đã gặp tai nạn nghiêm trọng khiến hàng trăm chỉ huy và binh sĩ tử nạn. Chính quyền của Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin, khẳng định đây là tin giả gần đây lại có thông tin người nhà của các chỉ huy và binh sĩ trên tàu không thể chờ đợi thêm nữa. Bởi lẽ ra họ đã về nhà nghỉ phép từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Vụ tai nạn đã được xảy ra vào khoảng thời gian trong ngày 20 tháng 8 tại một cuộc diễn tập tàu ngầm. Tàu Trường Trinh 15 của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc, số hiệu là 418, đã bị tai nạn không phải ở eo biển Đài Loan như là thông tin trước đó, mà ở gần khu vực biển Hoàng Hải trách nhiệm giải trình đã được đưa ra khi ông Trương Hiệu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào cuối tháng đã đến chủ trì một cuộc họp toàn quân về trang bị và đề cập đến sự cần thiết phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của quân lính. Đây là việc hiếm thấy vì theo những nhân vật thạo tin cho biết, khi các vụ tai nạn tương tự xảy ra ở quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, vì lý do bảo mật nên chính quyền thường không ngay lập tức quy trách nhiệm mà sẽ giải quyết sau một thời gian. thưa quý vị, gần đây nhiều quan chức của Trung Quốc đã bị cách chức do cáo buộc vì mê tín, bao gồm ông Lý Sĩ Tường, nguyên phó bí thư Đảng ủy Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân thành phố Bắc Kinh, ông Cao Tài Lâm, phó tổng bí thư tỉnh Cát Lâm, ông Dương Kiến Quân, nguyên bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc công an thành phố Thẩm Dương và một số nhân vật lãnh đạo khác. Trong 119 cán bộ lãnh đạo cấp cao bị thông báo công khai về việc trừng phạt thì có tới 32 người là liên quan đến hoạt động mê tín. Con số này chiếm tới 26,8%. Ngoài ra còn có không ít các quan chức cấp tỉnh và cấp bộ cũng rất chuộng các hoạt động mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là mê tín. Khái niệm mê tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc là việc đi viếng các đền chùa Phật giáo cũng như các đền chùa đạo giáo. Được biết, những quan chức này đến để cầu xin thần linh phù hộ cho thăng quan phát tài, cầu xin các khoản tham ô không bị điều tra, cầu xin tìm người phù hợp để sinh con, chữa bệnh cũng như các bài khấn của các đạo sĩ trấn phong thủy nhằm đánh bại các đối thủ chính trị và được thuận lợi lên chức. Có rất nhiều các quan chức Trung Quốc ngày nay không còn tin vào chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản mà lại tin vào các vị thần linh hay các bậc thầy phong thủy. Trong các dịp lễ Tết tại Trung Quốc hay ở các lễ hội tiệc tùng phần lớn quan chức và người giàu có trên đại lục đều đến bái Phật để mong cầu lợi ích ở những ngôi chùa lớn và nổi tiếng, khiến cho rất nhiều ngôi chùa đã không còn giữ được vẻ thanh tịnh, uy nghiêm như ngày xưa. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Thủy Miên của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi ông Tập Cập Bình nhậm chức, nền kinh tế Trung Quốc bị suy thoái nghiêm trọng dẫn đến các bất ổn xã hội và bộc lộ những thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trần Phá Không, một nhà bình luận thời sự tại Hoa Kỳ, đã có bài đăng trên đài châu Á tự do AFA vào ngày 1 tháng 9 rằng việc ông Tập chấp chính không phải là điều may mắn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là họa chứ không phải phúc. Trong ngắn hạn, người dân Trung Quốc đang phải gánh chịu rất nhiều đau khổ, các nhà máy đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, bất động sản mất giá, túi tiền của gia đình bị thu hẹp, tầng lớp trung lưu không dám mạnh tay chi tiêu, giới công chức cũng đang phải đối mặt với làn sóng cắt lương, sa thải. Nhưng về lâu dài và ở mức độ sâu, những người lãnh đạo cao nhất trong đảng không thể ngăn chặn những chính sách lòng vòng, không có lối thoát của ông Tập, thì đó sẽ là chiếc máy gia tốc đẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc tới diệt vong. Ông Trần Phá Không viết, nếu ông ấy thực sự có thể khiến cây đảng chuyên chế trăm năm này tức Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ, thì ngay cả khi Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn tạm thời, đất nước và dân tộc vẫn có thể có cơ hội tái sinh từ đống cho tàn. Đối với đất nước Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, đó chẳng phải là một điều tốt lành, là điều may mắn hay sao? Thưa quý vị, gần đây Bắc Kinh đã đưa ra một loạt biện pháp như hạ lãi suất cơ bản và lãi suất cho vay ngân hàng để thúc đẩy chi tiêu đồng thời giang hạn giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và gia đình nông thôn. Cơ quan quản lý cũng nới lỏng quy định cho vay để trợ giúp người mua nhà và giảm lãi suất cho vay thế chấp cũng như các khoản trả trước cho người mua nhà lần đầu. Công ty địa ốc Country Garden đã thanh toán lãi của hai trái phiếu định giá bằng đồng đô la hôm mùng 5 tháng 9, ngay trước khi hết hạn thời gian 30 ngày, mang lại sự cứu trợ ngắn hạn. Capital Economics cho biết, các biện pháp mới nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Trung Quốc dường như đã khơi dậy một chút tâm lý lạc quan mới, nhưng sự lạc quan ấy có thể là một bình minh giả khác trên thị trường Trung Quốc. Moody's cho biết, từ góc độ vĩ mô, việc triển khai chính sách từ trên xuống của chính quyền trung ương so với sự trợ giúp có chọn lọc và theo vùng miền là rất có ý nghĩa. Mặc dù sự ổn định trên thị trường sẽ tích cực đối với tăng trưởng ngắn hạn của Trung Quốc, nhưng hiệu quả của việc thúc đẩy lĩnh vực bất động sản đối với nền kinh tế về tổng thể sẽ phụ thuộc vào sự tương tác với các chính sách khác và cách thức mà các chính sách này khôi phục được niềm tin cũng như kỳ vọng tăng trưởng thu nhập. Thưa quý vị, Huawei đã ra mắt điện thoại 5G mới Mate 60 Pro vào tuần trước với chip 7 nanomet tích hợp. Sau đó, Trung Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với điện thoại di động Apple, cấm các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước sử dụng iPhone. Ông Tạ Kim Hà, chủ tịch Caixi Media Đài Loan cho biết, hai sự việc xảy ra đồng thời chắc chắn là một bước ngoặt mới trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Nhưng các lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với Apple cũng đã gây tổn hại cho chuỗi cung ứng của chính họ. Hoa Kỳ sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt công nghệ và cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung sẽ tiếp tục leo thang. Về việc Huawei mạnh đến mức nào thì vẫn còn phải chờ xem. Cụ thể, Luxe là công ty đầu tiên phải gánh chịu còn Lens, Cortex, AAC và OFILM đều bị ảnh hưởng. Giá cổ phiếu của Luxe đạt mức cao nhất là 63,88 nhân dân tệ, hiện chỉ còn 29,35 nhân dân tệ. Chuỗi cung ứng lớn nhất của Apple là ở Trung Quốc nên tác động là không hề nhỏ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra chính thức về con chip 7 nanomet của Huawei, đồng thời nhấn mạnh rằng kiểm soát xuất khẩu chỉ là một trong những công cụ của chính phủ Hoa Kỳ khi đối mặt với sự đe dọa an ninh quốc gia đến từ Trung Quốc. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, Thủ tướng Anh Sunak đã chất vấn Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, bày tỏ bất bình mạnh mẽ trước sự can thiệp của Trung Quốc vào nền hệ thống dân chủ nghị viện Anh. Ông Sunak cho biết sự không hài lòng rất lớn với ông Lý Cường, nói rằng điều đó rõ ràng là không thể chấp nhận được và việc trò chuyện trực tiếp với ông Lý Cường, người đại diện cho ông Tập Cận Bình là cách làm chính xác. Nếu có bất đồng, tôi bày tỏ mối quan ngại của mình một cách trực tiếp và đó là điều hôm nay tôi đã làm. Trước đó, một người đàn ông bị bắt vì nghi ngờ có hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Người này được cho là có liên hệ với một số nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ Anh, những người nắm giữ các vị trí quyền lực, có quyền truy cập vào các thông tin mật hoặc có độ nhạy cảm cao, bao gồm cả Bộ trưởng An ninh Tom Tugendhat và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Alice Kearns. Một nguồn tin cấp cao của chính phủ Anh nói với The Sunday Times rằng đây là một sự leo thang lớn từ Trung Quốc, chúng tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trước đây. Thưa quý vị, kinh kịch được phát triển từ nghệ thuật cổ đại dân gian là sự kết hợp hài hòa và đồng nhất giữa ca, nói, biểu hiện, Đấu võ, vũ đạo của Trung Hoa, nhà đường, tên gọi kinh kịch còn được gọi là hí kịch. Thời nhà Tống thì được gọi là tham quân hí hay có thể gọi là tạp kịch. Kinh kịch là loại hình nghệ thuật mang những nét gần gũi với cuộc sống hay đơn giản là những câu chuyện cổ tích có hàm ý thâm sâu khiến người thưởng thức bị cuốn hút. Các đoàn kinh kịch được mời về biểu diễn tại những gia đình trong tầng lớp thượng lưu. Kiếm phổ hay còn gọi là mặt nạ để hóa trang diễn viên kinh kịch, được xem là yếu tố đặc sắc nhất. Mặt nạ được vẽ tinh xảo, màu sắc rực rỡ, khuôn mặt có thể méo mó nhưng cũng có thể ngay thẳng. Đường nét có thể thô hoặc mỏng, rất đa dạng. Mặt nạ thể hiện tính cách tốt, xấu, trung thực, gian xảo, vừa có thể nói lên quan hệ huyết thống, tính cách, lại có thể nói lên thân phận của nhân vật màu đỏ thường biểu thị cho những con người trung thành hết mực màu trắng thể hiện nhân vật san trá giả chân độc ác màu xanh làm phản chiếu nhân vật kiên cường và dũng cảm màu bạc thể hiện sự tàn bạo màu vàng thể hiện sự thần phật quý phái màu sắc thể hiện được sự huyền ảo kỳ bí đồng thời cũng thu hút người xem hơn rất nhiều báo vương biệt cơ là một trong những vở kịch được đánh giá là hấp dẫn và hay nhất lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem khiến người đời xót xa thương tiếc hay những màn múa gậy của tôn ngộ không đều chứa rất nhiều sự hấp dẫn thú vị phải nói rằng người xưa có phong cách thưởng thức nghệ thuật rất thanh tao chú trọng vào nội hàm chứ không chỉ là những màn phô diễn nghệ thuật bởi vậy mà kinh kịch có sức sống lâu năm mà không hề bị phai nhòa, kinh kịch vẫn giữ nguyên giá trị vốn có của nó, mặc dù trải qua các thời kỳ trị vì khác nhau của các vương triều. Cảm ơn biên tập viên Thủy Miên. Kính thưa quý vị, chương trình Trung Quốc tiêu điểm đến đây đã kết thúc. Phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.